Rồi, bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một cây sam núi trái thành phẩm luôn nha. Cây này siêu trái luôn. Trái nè. Trái như những cái chùm nho luôn nha. Trái đang sống. Cây này thật ra là trước đây nó là một cụm liền cốt. Nhưng mà do thời gian nó bị bể lũ đi. Nó bị bể lũ đi và nó bị tách ra. Nó bị tách ra nhưng mà nó cũng còn liền lạc nha. Đó, nói chung mà mình không có tác động gì nhiều thì nó cũng chả sao cả. Nó giống như một cụm liền cốt thôi. Thì bây giờ nó tách ra này. Một nè. Hai nè. Có thân sâu nè. Ba. Thân này là thân chính. Đó. Nói chung cái này mình cứ để yên thôi. Chứ mình đừng có động đậy gì thì cũng chả sao. Nói chung cái này cũng là của nó hết nha. Những cái rễ nó ra bắt đầu nó lại lên mầm. Đó. Cái này nó dáng giống như là dáng đa làn. Mình đo được tổng hoành là 35, cây cao là 35, tổng cái hoành ngay chỗ này là 35, cây cao là 35. Đang nằm cái chậu là chậu hột xoài, đất nung bát tràng, đường kính lọt lòng là 43. Tay cành ok hết rồi nha, nói chung cây này cây thành phẩm. Cây này nếu như mình ưng ý thì inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Và nếu thương mến Sơn cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất từ Sơn luôn. Rồi, Sơn xin qua cây này và hẹn gặp lại ở video gần nhất luôn nha.